ok chào các bạn xin chào những người đã và đang nuôi chim cu gáy và những bạn đam mê chim cu gáy hôm nay thao chim Cu gáy miền bắc à, với cái kênh chim Cu gáy hay ở trên youtube và trên facebook sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ à, để mọi người cùng tham khảo và đây là cái kinh nghiệm thực tế của mình à, kính thưa các bạn là à, cái bệnh chim cu gáy thì có một số bệnh bệnh đi ỉa bệnh đau mắt bệnh động và một số những bệnh khác nữa nhưng về cơ bản là nó là cái bệnh đau mắt và bệnh bị sùi 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 cổ họng sùi mép sùi mỏ sùi hầu sùi vành mắt và có đậu bã đậu có mủ và chảy nước mắt ở chim đó là cái bệnh nó xảy ra vào giai đoạn mùa đông mùa đông mùa xuân nghĩa là mùa mùa cuối đông thì một trong những những cái bệnh mà lên đến đi đến cái cầu tử của con chim cu gáy Mặc dù các bạn nuôi chăm sóc rất cẩn thận Nhưng mà cái bệnh này nó vẫn cướp đi biết bao nhiêu con chim hay của các bạn Thì hôm nay trên cái kênh Chim cu gáy hay Trên cái tinh thần là chia sẻ Và cũng trên cái tinh thần là có một số các bạn Đã gọi điện Cũng như là comment trên cái mạng xã hội Là yêu cầu mình làm clip Thì mình quyết định mình sẽ làm cái clip này Để chia sẻ cái kinh nghiệm Để cứu tính mạng Cho những chú chim cu gáy Thật là đáng yêu của chúng ta thì về cơ bản thì chúng ta hôm nay clip này mình sẽ nói duy nhất một cái bệnh gọi là bệnh đau mắt đậu Tên này cái trong dân gian thì gọi là bệnh đau mắt hoặc là bệnh đậu Chim cô gái nó thuộc họ nhà gà Và các bạn nên nhớ là một trong những cái bệnh này là nó là bệnh rất nguy hiểm Đầu tiên là triệu chứng của nó là nó sẽ bị chảy nước mắt và chim chậm ăn, kém ăn à, Triệu chứng thứ hai là chim nó bị sùi uh, mỏ, bị uh, lét ở cái vành mép hoặc ở trong hầu hàm trên hàm dưới sưng và lệch mắt rồi lèm nhèm chảy nước mắt rồi có những nếu mà các bạn bắt con chim ra trong nó có những cái cái lưỡi của nó nó sẽ bị đốm đen hoặc là nó nắn ra ở cái phần mũi của nó nó có những cái cái cái, cái mủ động nó trông như những cái, cái 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 mùn đậu 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 mình ăn trắng tinh và bằng hàng hạ, hạng bột các bạn nắn ra là nó như vậy và cái bệnh đậu này nó có tính chất nơi nan lây lan ví dụ như là uh, chúng ta nhốt chung một cái chuồng thì có thể là một con bị nó sẽ uh, dẫn đến những con khác và nguy, nguyên nhân của cái bệnh này thì nó nó phần lớn là do cái độ ẩm cao độ ẩm cao thì uh, chúng ta nuôi chim ở những cái khu vực uh, chuồng uh, chuồng chăn nuôi bò lợn và đặc biệt là gần những cái trại gà rất là nguy hiểm bởi vì cái cái bệnh này nó nó lây qua đường không khí rất là rất là 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 cũng cũng rất là dễ lây ngoài ra những cái bệnh đường hô hấp mà nó lây qua đường đường ăn uống nghĩa là một con bị bị nó uống ra cái phần nước trong cái máng uống con khác thò mồm vào nó cũng sẽ bị uh, bị lây hoặc là cũng hoặc là qua cái, cái cái nguồn không khí bây giờ là đang cái mùa tháng 11 âm lịch thì nó rất là là, là um, hay bị từ cái nguồn không khí mặc dù con chim mình cọ máng rồi cho ăn rất là sạch sẽ nhưng mà ngơ đi hai ngày mình không đấy mình thấy mắt nó cứ lèm nhèm nó cứ ướt ướt mắt chảy chảy hoặc là chúng ta nhìn ở dưới hầu ở trong khóe uh, khóe mũi hoặc là trong họng hoặc là trong cái vành miệng của nó nó bị uh, lét bị uh, lợt là nó không muốn ăn thì những cái triệu chứng như thế dần dần khiến cho chim sẽ không không muốn ăn gầy dần và lờ đờ không gáy thì đấy là cái bệnh gọi là mình tạm gọi là bệnh đau mắt đậu đó là hai bệnh bệnh đau mắt và bệnh đậu thì cái cái bài thuốc như sau đó là mình vừa nói cái triệu chứng và những cái nguyên nhân như vậy thì bây giờ cách 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 chữa thì như sau ví dụ như con chim này các bạn thấy là con chim này là con chim mình đã nuôi rất là lâu rồi cái mùa sung kia nó gáy rất là ok nhưng các bạn nhìn thấy cái khóe mắt của nó đây này Vẫn còn ướt Là do mình bôi Mình nhỏ Mình chữa Đó nếu như các bạn nhìn kỹ cái cái con chim này thì là nó là như vậy Mình zoom lại một chút Đó con chim này cái khóe mắt của nó rất là ướt Đó các bạn thấy không Đó rất là ướt Cái phần mũi này nó vẫn còn vàng vàng lông Đây là nguyên nhân là mình vừa dùng thuốc xong Thì cái phần lông nó vẫn bị ướt Nhưng mà con chim này đến hôm nay thì nhanh nhẹn hơn và nó đã ăn 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 uống tốt rồi nhìn con chim nó đã nhanh nhẹn rồi cách đây um, hai hôm rồi nó đã cù rủ và nếu như mà như như các bạn không quen không biết không có kinh nghiệm thì con chim này nó sẽ um, bỏ ăn gầy dần và dẫn đến thiệt mạng và các bạn có những cái rất là đáng tiếc trong cuộc sống thì uh, chú chim này là một trong những cái bệnh nhân mà được uh, mình uh, chữa khỏi và mình khẳng định rằng cái này là mình đã thực hiện rồi nhé không có cái gì phải lăn tăn là các bạn cứ làm theo là sẽ ok đấy như thế này là mà các bạn theo cái cái điều thêm một một ngày nữa là nó sẽ hết hôm trước nó lắm lim di mắt mà hẳn hoi nó không có cái dấu hiệu là nhanh nhẹn một tí nào cả và tịt cái đó thì con chú chim này thì là một trong những bệnh nhân thì cái cách uh, chữa như sau các bạn ra cửa hàng thúy các bạn uh, mua cho mình cái uh, đây cái này là mình cứ gọi là cái thuốc T -cham d trên cái biểu tượng này là dung dịch này là dung dịch uống và bôi thì uh, cái dung dịch của cái này bên trong nó là ghi rõ là mụn lét ngoài da đậu gà đó thì khi các bạn thiên về những con mà nó bị đậu hạt thì các bạn chữa cái này thì tuyệt đối tuyệt tuyệt vời rồi thì đây là cái lọ của nó đó xin d đậu gà mụn lét ngoài da đó các bạn thấy là trên cái thuốc nó ghi rõ là nhỏ trực tiếp vào miệng hoặc là pha vào nước uống. Đấy, liên tục từ 3 đến 5 ngày. Đấy, gà con là 1 ml nước cho 20 giọt. Cho 1 kg trọng trọng thể hay 1 lít nước đó. Thì các bạn nhớ nhớ là các bạn lên, à, nếu như các bạn à, phòng thì các bạn nhỏ vào và các bạn pha vào nước uống à, định kỳ. Và cái mùa này thì các bạn lưu ý là tháng 10 tháng 11 tháng 12 và và tháng 1 âm lịch là các bạn lên định kỳ mỗi tháng cho uống phòng một lần thì là con chim của bạn không bao giờ nghĩ đến cái việc đậu và đau mắt đó là mình khẳng định luôn bởi vì cái dung dịch của cái này nó rất là 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 cay nó cay như là ớt như là bù tạp vậy thì mặc dù con chim nó có thể khó chịu nhưng mà cái trùng cái cái khuẩn cái vi khuẩn đậu về khi khuẩn đau mắt nó sẽ bị diệt và nó nó sẽ phòng và chữa cái bệnh đau mắt và bệnh động. À, ngoài ra thì các bạn à, các bạn có thể là cái này các bạn nhỏ thẳng vào khoang miệng hoặc là bôi vào vành mắt thoải mái. mình đảm bảo là con 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 chim nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. mặc dù nó hơi khó chịu nhưng mà nghĩa là thuốc đắng thì dã tật. các bạn nên nhớ là như vậy. có một trong cái điều dân gian là các bạn biết là con, tại sao mình chữa được đau mắt bởi vì các bạn nhét cả một quả ớt gió vào vào miệng con chim nó sẽ ăn và nó sẽ khỏi bệnh đau mắt. Đó là trong dân gian là như vậy. Bởi vì cái cái thành phần và cái cái sự gọi là khó chịu cũng như là mình con chim ăn quả ớt mới lại bôi cái dung dịch này vào. Các bạn biết là nó rất là lồng, rất là cay nhưng mà thực ra là bôi vào thì sau đến ngày hôm sau là gần như là nước mắt sẽ ngừng không chảy và những cái cái bã đậu mà nó bị uh, nét mà các bạn nặn ra các bạn nhỏ vào khoang miệng là con chim nó sẽ uh, liền nó nó sẽ nhanh nhẹn hơn ngoài ra thì các uh, cái bệnh đau mắt thì các bạn có thể dùng uh, một uh, quả ớt các bạn nhét vào mỗi một ngày cho con chim nó ăn và cái phần mắt các bạn nên uh, mua cái loại uh, thuốc đau mắt ngoại loại 20.000 một nọ ở của người các bạn uh, nhỏ vào vào vệ sinh vào cái 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 vành mắt đó thì uh, kết hợp với cái đậu tita này thì các bạn uh, chữa thiên về đau mắt và bệnh đậu là rất là tuyệt vời. Bản thân mình khẳng định là cái bài thuốc này là đã trải nghiệm và các bạn cứ làm theo. Nếu các bạn không hiểu các bạn có thể gọi cho bên mình là số điện thoại là 01 635305982. Và đây cũng chỉ là một cái bài với cái kinh nghiệm nuôi thực tế của mình mình chia sẻ cho mình ghi rõ tên thuốc và cái um, dấu hiệu triệu chứng như vậy để cho anh em tham khảo. Uh, không có tính chất gì, nếu anh em nào biết rồi cũng có thể bỏ qua. Cũng xin đừng ném đá hay xin đừng comment những cái câu lời lẽ không ra cái gì cả. Cuộc sống là như vậy, cho đi là nhận lại. Các bạn nên nhớ là xã hội internet là chia sẻ. Mình uh, sẽ giao lưu với các bạn qua cái chủ đề chim cu gáy bởi vì bản thân mình cũng đã là uh, thích và nuôi hiện đang nuôi con chim cu gáy đó là cái bài thuốc về chữa bệnh đậu và bệnh uh, đau mắt ở gà thì uh, với cái uh, vườn của bên mình thì cũng uh, xin giới thiệu nho nhỏ với các bạn là mình cung ứng ra cho anh em những cái giống chim rất là quý má ngỗng phấn hồng và những chim uh, đầu mơ rồi những cườm chim cườm cườm vừng đó thì uh, chim non thì bên mình cũng cung cấp ra thị trường rất là nhiều uh, các bạn uh, có những bạn đã tin dùng và đã mua đến bây giờ chim đã trưởng thành đã gáy đã sinh sản thì uh, cái thế mạnh của bên mình là phát triển chim sinh sản và ngoài ra thì mình cũng có rất nhiều những chú chim nó uh, lạ về phong cách đây là những chú chim mà, mà, mà bên mình vẫn thường để giao lưu với anh em thì các bạn thấy là đây là những chú chim mà nó mình nuôi avi ra dàng thời điểm này nó nó rét mình cho lên đây để cho ăn riêng chế độ đặc biệt các bạn thấy là cống cám lúa rất là sạch sẽ nước rất là trong và này, cặp nào này mình đã đeo khuyên chân đấy những con như con này là con nó gọi là đốm đầu đấy, con này là con đốm đầu và những con trong kia là những con cường rất là rắc chim này nó vẫn còn là chim ràng ràng tầm 4 tháng tuổi 5 tháng tuổi có con thì hai tháng tuổi Đấy, hai con trụm đầu này là hai con hai con chỉ hai tháng tuổi. Đó, thế thì quý vị các bạn có thể là mua những đôi chim uh, giống của bên mình hoặc là những đôi chim bố mẹ sinh sản hoặc là những uh, chú chim khách, à, những chú chim khách như chú chim này là cũng là họ nhà khách. Nhưng mà chẳng qua là nó nó cũng rất là thuần thôi. Nhưng mà vừa rồi là nó có một cái vấn đề là bị, uh, bị 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 đậu đậu và bị đau mắt. Thì các bạn thấy là nó đã nhanh nhẹn lên rồi và nó đã chuẩn bị chơi lại rồi. Đấy, các bạn thấy là nó cũng rất là thuần thôi nhưng mà nếu như các bạn không kịp phát hiện kịp thời không xử lý thì nó sẽ uh, đi vào cái uh, cái việc mà là, là mình không tuổi thọ nó sẽ hết Đấy, các bạn biết là rất là buồn à, thì ngoài ra thì bên mình cũng cung cấp cung cấp ra thị trường những chú chim khách theo tiêu chuẩn của các bạn hoặc là những chú chim mồi ở đây thì uh, mồi cây và mồi đất à, anh em ở ngoài bắc thì chơi nhiều mồi cây nhiều hơn anh em ở uh, miền nam thì chơi mồi đất thì mồi cũng như vậy hoặc là những chú chim đốm trắng ở đầu hoặc là những chú chim hồng hồng toàn thân và vẫn đen cườm như thế này đó thì ví dụ như là chim non của chúng thì như thế này đây là những chú chim chim hồng đây chú chú chim hồng non này. các bạn nhìn rõ này. đây là chú chim hồng non này. đó đó ở giữa màn hình đó đây là chú chim hồng non và đây là những chú chim đốm ở đầu này. đó đốm ở đầu đó. thì các bạn thấy là nó cũng là cái trên cái mạng xã hội thì mình cũng xin xin phép chia sẻ một chút về bản thân cũng như cái kênh vừa là nuôi đam mê vừa là giao lưu và cũng có thể nói là các bạn biết được những cái nguồn thông tin chính thống để các bạn giao lưu với mình cũng như mình giao lưu với các bạn thì cái clip này xoay quanh lại là mình cũng giới thiệu qua là địa chỉ của mình thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. À, mình tên là Thao với uh, anh em bà con cũng hay gọi một cái tên thân thuộc là Thao chim cu gáy thì um, uh, hy vọng rằng sẽ được giao lưu rộng rãi hơn và uh, một cái chút nhỏ nhỏ mình chia sẻ cái chủ đề về chữa bệnh cho chim. Và các bạn có thể thấy cái video này bổ ích, các bạn có thể like hoặc là comment. Uh, video sau mình sẽ giới thiệu một số những cái vấn đề và những số những cái bệnh của uh, của của chim uh, cu gáy và chữa bệnh uh, thì các bạn thấy thì các bạn có thể đăng ký kênh là uh, bên mình sẽ uh, tiếp tục ra những cái clip tiếp theo để uh, xây dựng cái diễn đàn chim cu gáy này thật là uh, nhiều người uh, theo dõi uh, cuối video mình không biết uh, nói gì hơn là uh, các bạn uh, có thể là uh, các bạn có thể theo dõi đăng ký kênh và xin chân thành cảm ơn các bạn nếu các bạn có uh, thắc mắc gì các bạn có thể gọi cho mình là cái số điện thoại hai Mình dùng uh, Zalo bằng người số này và Facebook là chim cu gáy hay. Trên YouTube mình có cái kênh chim cu gáy hay. Các bạn có thể tương tác hoặc comment. Đó, chúc các bạn uh, sớm phát hiện ra những cái dấu hiệu như trên và các bạn uh, có được uh, điềm vui có được chú chim hay trong uh, uh, cái thời gian chơi chim của mình. Thân ái chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.